Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, trong những ngày qua, lũ lụt và mưa to đã ảnh hưởng nặng đến 20 tỉnh thành ở Trung Quốc, làm chết ít nhất 171 người và hàng triệu người phải sơ tán. Lũ lụt cũng đang đe dọa gây ra nguy cơ vỡ bờ, sạt lở ở các con sông lớn như Hoàng Hà, Châu Giang và Dương Tử. Nguồn tin từ Sở Nguồn nước tỉnh Quảng Đông khẳng định mực nước sông Châu Giang đã đạt đến đỉnh lũ lịch sử trong vòng 50 năm qua. Và ngày 13 tháng 9 là thời điểm chiều cường cao nhất trong tháng, nước lũ đã nhấn chìm nhiều vùng thuộc châu thổ sông Châu Giang, nơi tập trung những khu công nghiệp trọng yếu của Trung Quốc. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo miền Bắc Trung Quốc có khả năng sẽ hứng chịu đợt lũ lịch sử bởi mưa lớn liên tục trong tuần qua đã khiến mực nước sông Hoàng Hà, một trong những con sông dài nhất Trung Quốc, đang dâng cao và có nguy cơ vỡ bờ do lưu lượng nước quá lớn, khả năng sẽ gây ngập lụt sâu trên diện rộng ở vùng này. Dự báo trong vài ngày tới sẽ có mưa to và bão xảy ra ở vùng thượng nguồn các con sông này, khiến nguy cơ lũ lụt nặng càng dâng cao. Trung tâm Phòng chống lụt bão Trung Quốc đã ra lệnh cho chính quyền địa phương gia cố đê bao trọng yếu các vùng châu thổ của những con sông trên nhằm giảm tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản, đồng thời chuẩn bị sơ tán người dân trong trường hợp nguy hiểm. Theo Tân Hoa Xã, trận mưa lũ đợt này đã làm thiệt hại khoảng 860.000 ha hoa màu, sập hàng chục ngàn căn nhà và đường xá hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại theo ước tính ban đầu là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, nước sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba thế giới, dâng cao nhanh chóng trong những tuần gần đây, trên bờ nhấn chìm các vùng đất lân cận, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cùng lúc, áp lực gia tăng với đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới được xây dựng vào năm 2003 trên sông Trường Giang. Công ty vận hành đập cho biết họ bước vào tình trạng khẩn cấp khi mực nước hồ chứa gần đạt mức tối đa. Những con đường và các lầu ven sông ở thành phố Vũ Hán bị nhấn chìm dưới lũ. Tại một số ngôi làng ở Nam Vũ Hán, chính quyền địa phương triển khai các đội cứu hộ đi thuyền để giải cứu người dân từ những ngôi nhà bị ngập. Do mưa lớn nhiều ngày, lũ lụt đe dọa ảnh hưởng đến 480 triệu dân cư và các khu đô thị lớn, bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh. Nằm trong lưu vực rộng 2,8 triệu km2 của Trường Giang, khu vực này cũng chiếm phần lớn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc. Lũ lụt bắt đầu rút vào cuối tháng vừa qua, là thiên tai tồi tệ nhất trong một thập kỷ tại đất nước vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Ít nhất 158 người đã chết và mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song cho đến nay, trận lụt vẫn chưa giáng đòn mạnh vào nền kinh tế. Trên thực tế, Li Yao, nghiên cứu viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng trận lụt chỉ làm giảm 0,17% GDP năm nay của Trung Quốc, thiệt hại ít hơn nhiều so với các thiên tai trước đó. Có lẽ Trung Quốc không quá khó khăn để chống chọi với thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra, bà Li nói. Việc lũ lụt chưa ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Trung Quốc không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã phát triển những vùng đất ngập nước mới và xây dựng những con đập mới để ứng phó với mối đe dọa như vậy. Quỹ đạo của nước lũ phản ánh các ưu tiên của chính phủ với cơ sở hạ tầng mới được xây dựng bảo vệ các thành phố và trung tâm công nghiệp, trong khi đất nông nghiệp và làng mạc nông thôn sẽ chịu thiệt hại. Mưa mùa xuân và mùa hè ở Trung Quốc có nguy cơ gây ra lũ lụt hàng năm, khiến nước này chịu thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Water Risk ước tính rằng mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Jennifer Turner, giám đốc diễn đàn môi trường Trung Quốc của trung tâm Wilson cho biết biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Bà nói mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi 10 năm trong năm thập kỷ qua trong bối cảnh khí hậu thay đổi. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998 khi sông Trường Giang tràn bờ, làm thiệt mạng hơn 4.000 người và khiến hơn 14 triệu người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,3%. So sánh, lũ lụt năm nay dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn, mặc dù chuyên gia Lee cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính các tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lũ lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó,
khiến dây chuyền sản xuất bị ngừng trệ và gây ra sự chậm trễ trong các ngành khác nhau. Lưu vực Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời là nơi đặt nhà máy của các công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Vừa qua, Reuters đưa tin lũ lụt làm trì hoãn việc vận chuyển các lô hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ, nơi đang rất cần đến chúng để chống dịch. Cuối tháng trước, đại diện một số công ty vận tải nói với Supply Chain Drive rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Trường Giang đang bị đóng cửa và các nhà buôn trên bờ cũng đang hoạt động với công suất nhỏ hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, tác động của lũ lụt đối với chuỗi cung ứng khu vực có vẻ chưa quá nghiêm trọng. Bà Lee nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất các sản phẩm như vậy, nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy ở các khu vực khác tạo ra, bà nói. Dino Azoran, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn China Mufasari Consultant ở Thâm Quyến, làm việc với các công ty nước ngoài có nhà máy ven sông Trường Giang. Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nếu lũ lụt nghiêm trọng, nhưng cho đến nay ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào, hoặc các nhà sản xuất đã gặp may. Sự may mắn không có nhiều tác động trong chuyện này, chiến lược phòng chống lũ lụt của Trung Quốc là xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp như biện pháp để đảm bảo an toàn cho các thành phố và khu công nghiệp. Tổng cộng, Trung Quốc có hơn 98.000 đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc sông Trường Giang và các phụ lưu của nó, phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát lũ lụt và cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy vừa qua khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc mở các cống của đập Vương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực đông dân hơn ở hạ lưu, nhưng lại làm ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn cư dân nông thôn phải sơ tán ngay lập tức. Theo Sitton, tại thị trấn Jundeji, nằm trên con sông nhỏ ở phía nam sông Trường Giang, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà vào giữa tháng trước sau khi tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân Jongduji hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng lũ khỏi làng. Theo Reuters đưa tin, một con đập 55 tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, khiến các cộng đồng ở hạ lưu đối diện nguy cơ bị ngập. Bà Lee ước tính rằng trận lụt năm nay đã làm ngập hơn 51.900 km2 đất nông nghiệp của Trung Quốc. Trận lụt năm 2016 bao phủ gần như cùng diện tích đất nông nghiệp. Trong khi năm trận lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp. Darren Frenslid, nhà phân tích hàng hóa tại StoneX Group ở Thượng Hải nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc tăng cao vào giữa và cuối tháng trước do hậu quả của lũ lụt. Thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng như lúa gạo, cây trồng phổ biến nhất trong vùng. Một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Ông Frenslid nói, nhìn chung thị trường chưa có vẻ gì là quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo, tai họa báo trước. Bà Turner cho biết hàng trăm nghìn người trong số họ đã phải sơ tán vì lũ lụt và đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai, không có tiêu chuẩn thống nhất và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở các vùng nông thôn của Trung Quốc, bà Turner nói. Để đối phó với những trận lũ lụt trước đây, bà Turner cho biết chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi dễ rút nước khác để hấp thụ nước mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp phải hy sinh nếu nước dâng ở sông Trường Giang. Thiên tai hiện tại là kết quả của một cơn bão hoàn hảo kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành động của con người, bà Turner nói. Judith Shapiro, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ cho biết sự gia tăng mưa lớn do biến đổi khí hậu đang là phép thử với chiến lược xây đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này, báo trước tai họa không ai muốn nghĩ tới. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Con đập, niềm tự hào dân tộc của Trung Quốc cho đến nay đã vượt qua thiên tai năm nay, nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần phải xem xét lại chiến lược của mình.
Thưa quý vị, mưa lũ ở Trung Quốc đã làm thiệt hại hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Đoạn đê Sướng Khải đi qua thành phố Phủ Châu bị vỡ vào hôm 12 tháng 9 vẫn đang được hàn gắn. Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Tây Giang, đến ngày 12 tháng 9, khoảng 100 mét đê bị vỡ đã được dựng lại. Việc hàn đê tiêu tốn 23 triệu nhân dân tệ, tương đương 3,4 triệu đô la Mỹ. Nhờ di tản dân kịp thời nên vụ vỡ đê không gây tổn thất về người. Đoạn thứ hai trên đê Sướng Khải bị vỡ hiện chưa được hàn ngay. Đoạn đê vỡ dài 130 mét này sẽ được dùng làm lối thoát cho nước ngập ở Phú Châu. Lúc này, tỉnh Phúc Kiến, địa phương giáp liền Tây Giang ở phía đông cũng đang đứng trước nguy cơ ngập lụt khi nước trên tất cả các sông đang vượt mức báo động. Trong khi đó, nhiều khu vực dân cư hai bên sông Tương, một trong những nhánh thượng nguồn của sông Dương Tử, cũng bắt đầu bị ngập. Ngoài mưa lớn, nước tan băng từ cao nguyên Tây Tạng đổ về là một trong những lý do khiến nước sông Dương Tử dâng cao hàng năm vào mùa hè. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán Trung Quốc, tính đến ngày 12 tháng 9, trận lũ ở miền Nam nước này đã làm 379 người thiệt mạng, 141 người mất tích, ảnh hưởng đến 68,7 triệu người ở 22 khu vực tỉnh thành. Tổng thiệt hại đã lên tới 82,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,13 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 9, Tân Hoa Xã đưa tin mưa lớn dữ dội ở tỉnh Vân Nam vào cuối tuần cũng đang khiến hàng chục vạn dân bị ảnh hưởng. Tại huyện Mã Long ở phía tây tỉnh Vân Nam, mưa lớn đã gây lũ lụt, ảnh hưởng 55.000 người từ hôm 26 tháng 7. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!